Bây giờ là bài 74 tương với phần 2 bài 27 quyển 2. Đầu tiên là cách nói tiêu chảy. La tủ tử. La. La. Tủ. Tủ. Tử. Tử. La tủ tử. La tủ tử.

拉肚子了吗?拉肚子了吗? À? À? Bệnh nhân khẳng định lại là tiêu chảy rồi. Hãy nghe và nhắc lại. La lợ, la lợ. Hôm qua ăn cái gì rồi? 昨天吃什么了？ bây giờ là từ cá âm hán việt là ngư, ưi, ưi, ăn cá, ăn cá, ăn cá, Đặc biệt thích ăn cá, Thơ biệt thích ăn cá, Thơ một ít cá, một ít cá, một ít cá, Đã ăn một ít cá, Chưa ít cá, một ít Chưa Thì đã ăn một ít cá, 就吃了一些鱼就吃了一些鱼背上了嘟啤巴牛肉牛肉肉牛肉肉牛肉

cá và thịt 鱼和牛肉, bò. 鱼和牛肉鱼和牛肉 Một ít cá và thịt bò. 一些鱼和牛肉一些鱼和牛肉。 t đã ăn một ít cá và thịt bò。就吃了一些鱼和牛肉。就吃了一些鱼和牛肉。还回来，丢钱了啊？拉肚子了吗？ lá tổ dừa lắm á Tiêu chảy rồi La lọ La lọ Hôm qua ăn cái gì rồi? Số thiên sớm mà lọ Thì đã ăn một ít cá và thịt bò ạ 就吃了一些鱼和牛肉。就吃了一些鱼和牛肉。我给自己 c á 喝什么了？đ 我母亲逼 g 喝了一瓶啤酒。 sốt không pha sau mà không sốt bủ pha sau bây giờ hãy nghe và nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung xin hãy đến một chút xem chướng ý sủ nhẹ nặng chiêng drunk，uống cốc bia，喝杯啤酒。lên mạng tra tài liệu，上网查资料。siêu thị，超市。mình lấy tiền cho bạn。 我给你拿钱.叫 phao này vừa tốt vừa rẻ giảm hai mươi phần trăm. tạ ba折. chúc bạn sinh nhật vui vẻ. Chúc bạn sinh Ở trước tòa nhà tập hợp lên xe. Tại lầu tiền tập hợp lên xe. Công ty cử đến. công sư hải lái. Từ đây đến viện bảo tàng rất gần.

Cháy khoải Bắt đầu lên lớp, bắt đầu vào học 开始上课 Nhớ em xin nghỉ cho bạn ấy cái ạ Rằng vô Vì sao? Vì Sẽ rất sớm 起得很早 c h 跑步腐奶刚才惊起坚持挂电台 cho 给你打电话 thi đấu với đội đại diện lưu học sinh. Cơn liếu xíu sân đại biểu tuổi bị xài. Thua. Xu. đi số mấy mấy. Chỉ bí chỉ. Học lớp TOEFL. ạng t cùng đi với mình nguyên văn là bồi mình cùng đi 陪我一起去。t t o thua phú bụng đau kinh khủng 肚子疼得厉害。 海托两片药、丢起遣、拉肚子、嘎发鱼和牛肉。